Honda Vario 160 về Việt Nam có giá lên đến 85 triệu đồng. Honda Vario 160 được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia và bán ra tại Việt Nam với giá 80 triệu đồng cho bản CBS và 85 triệu đồng cho bản ABS. Ngay khi vừa ra mắt thị trường Indonesia ít lâu, mẫu xe ga thể thao Honda Vario 160 đã được một doanh nghiệp kinh doanh xe nhập khẩu tư nhân đưa về, bán ra tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước. So với Honda Vario 150, thế hệ xe Vario 160 đã được nâng cấp khá toàn diện về thiết kế lẫn trang bị. Về ngoại hình, Honda Vario 160 2022 lột xác hoàn toàn, với ngoại hình dày dặn và cơ bắp hơn, nhưng vẫn giữ được nét thể thao quen thuộc và nhỏ gọn của dòng xe này. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha lớn, có thiết kế mới dạng kép, phía trên là dải đèn LED định vị trải dài đến cặp đèn xi nhan phía trên. Bên ngoài mặt đèn pha là ốp nhựa màu đen sắc sảo, có vai trò tạo điểm nhấn cho phần đầu xe. Phía trên mặt nạ là ốp đầu xe, có thiết kế thể thao, có phần khiến người xem nhớ đến ốp đầu xe côn tay Honda Winner X. Ở đuôi xe, kiểu dáng dày dặn cứng cáp, tiếp tục xuất hiện nhằm tạo nên tổng thể phong cách của xe. Ở trang bị, Honda Vario 160 2022 nổi bật, với mặt đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn mới hiển thị đa thông tin, hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB ở hộc chứa đồ trước. Phanh xe tiêu chuẩn là phanh kết hợp CBS hoặc ABS ở bản cao cấp hơn. Hệ thống chiếu sáng gồm đèn pha, đèn định vị, Shinhan và đèn hậu đều ứng dụng công nghệ LED. Một nâng cấp mới nữa trên Honda Vario 160 là bộ lốp không xăm với kích thước 100/80/14 ở trước và 120/70/14 ở sau. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Vario 160 chính là động cơ ESP hoàn toàn mới, với thiết lập xi lanh đơn, 4 van, dung tích 160cc, sản sinh công suất 15,3 mã lực, tại tua máy 8.500 vòng trên phút và moment xoắn cực đại 13,4 Nm, tại tua máy 5.000 vòng trên phút. Được biết, lô xe Vario 160 đầu tiên được nhập về Việt Nam là bản CBS, có giá bán khoảng 80 triệu đồng. Trong thời gian tới, Vario 160 ABS cũng sẽ được đưa về bán ra trong nước, với giá dự kiến khoảng 85 triệu đồng.